Nhiều doanh nghiệp dịch vụ công ích, các quận huyện và hợp tác xã vận tải rác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng không chi phí hoạt động, phải vay mượn tiền để trả lương cho công nhân. Tuy nhiên, ngay khi báo chí đồng loạt phản ánh về vấn đề này thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho Sở Tài nguyên Môi trường ký ủy quyền để chi trả chi phí cho doanh nghiệp vận tải rác. Thủ tục dường như rất dễ dàng nhưng lại đã kéo dài suốt 6 tháng qua. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Hợp tác xã vận tải công nông quận 11 mỗi ngày trung chuyển hơn 900 tấn rác từ quận 6, quận 11 và huyện Bình Chánh. Mỗi tháng, chỉ tính riêng chi phí nguyên liệu cho 40 xe hoạt động tại đây đã tốn hơn 1 tỷ đồng. Hợp tác xã có 36 công nhân hiện đang làm việc với mức lương 5 triệu đồng trên tháng. Thế nhưng, đã 6 tháng nay, hợp tác xã này đang trong tình trạng không chi phí hoạt động. Đã 76 tuổi, hơn 40 năm gắn bó với nghề, bà Lê Thị Hoa, chủ nhiệm hợp tác xã, không khỏi ngao ngán khi nhắc đến tiền lương cho công nhân. Từ hôm mà 1 tây 2004 tới nay không có cắt lương nữa. Để như là cứ nói nay mai ở trên ủy ban ký, ngày nào xã viên cũng nhóm cũng hỏi thăm, mà hỏi tới hôm nay cũng chưa biết giờ nào có lương. Theo bà Hoa, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Để đảm bảo đồng lương cho công nhân và cũng để duy trì cơ nghiệp mấy chục năm qua, từ tháng 1 đến nay, bà Hoa phải vay mượn tiền của nhiều đơn vị như Công ty Môi trường Đô thị, Ủy ban nhân dân quận 11 gần 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại cũng không còn chi phí. Dự tính, bà sẽ cầm cố căn nhà của mình để trả lương cho công nhân. Công nhân thì lúc nào phải lo chứ. Chén cơm mà, mình ráng làm để chờ tới chừng nào có lương, chủ xe ráng chạy, rồi anh em chạy không nổi mới xuống đây, người ta đòi dầu, xuống tới đây đòi dầu tôi mới đi mượn tiền nữa. Gần 40 công nhân của hợp tác xã, những tháng vừa qua, mặc dù đã dùng đủ lương, nhưng họ vẫn lo lắng trước tình cảnh khó khăn của hợp tác xã. Điều mà họ có thể làm là cố gắng làm tốt công việc hiện tại. Mình nghe anh em chuyện miệng thì cũng buồn vậy thôi. Rồi công việc chính là mình ở ngoài đây, ở ngoài là cái bôi đó giữ gìn sạch sẽ đây. Thấy cũng lãnh đạo cũng lo đầy đủ cho anh em, mà thấy bên lãnh đạo cũng phải đi dài mượn, cũng bức xúc ở đây, thấy lãnh đạo cũng buồn. Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng khó khăn của các công ty công ích và hợp tác xã vận tải rác, ngay chiều ngày hôm qua, mùng 10 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tính đã ký văn bản đồng ý cho Sở Tài nguyên Môi trường ủy quyền chi trả chi phí thu gom rác trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp vận tải rác sẽ được chi trả chi phí trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, những người công nhân này vẫn không khỏi băn khoăn vì sao văn bản ủy quyền lại mất nửa năm để giải quyết và liệu thủ tục chi trả chi phí hoạt động và tiền lương của mình có kéo dài như những tháng vừa qua.